Khi gặp Real, bạn sẽ đối mặt với nhiều cơ hội vì đối thủ rất mạnh và có nhiều cầu thủ giỏi, Ten Hag nói sau trận giao hữu ở thành phố Houston. Nhưng nhìn chung, Manchester United thi đấu tốt và Onana cản phá nhiều cú sút nguy hiểm. Tôi nghĩ mọi người đã thấy, Onana có màn ra mắt ấn tượng. Trong lần đầu đá chính cho Manchester United, Onana thi đấu trọn 90 phút, 3 lần cứu thua từ những cú sút trong vòng cấm, chạm bóng 51 lần, chuyền chính xác 95% với 4 đường chuyền dài. Bên cạnh kỹ năng cản phá bằng tay, thủ thành người Cameroon phát huy sở trường là khả năng chơi chân khi thường xuyên đứng trên vạch 16m50 phân phối bóng, giúp Manchester United thoát pressing. Onana nhận hai bàn thua từ cú tân bóng của tiền vệ rút Bellingham và siêu phẩm ngả người bốc bóng của tiền đạo Joselu. Trang Manchester Evening News chấm Onana 7 điểm, cao nhất bên phía Manchester United. Hài lòng với màn trình diễn, nhưng Ten Hag cho rằng Onana cần phối hợp tốt hơn với hàng thủ ở nhiều tình huống, đặc biệt là ở pha làm bàn của Joselu. Huấn luyện viên Hà Lan nói, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm giữa Onana và hàng phòng ngự. Ở bàn thua thứ hai, chúng tôi để hổng phía cột xa. Điều đó không thể xảy ra và chúng tôi cần nhanh chóng cải thiện. Trên sân NRG, Houston, Manchester United kiểm soát bóng 53%, dứt điểm 15 lần với 5 cú trúng đích thông số bằng Real nhưng không thể ghi bàn. Ten Hag cho rằng Manchester United phải làm tốt hơn hai điều, gồm pressing và khả năng dứt điểm. Ông nhấn mạnh Marcus Rashford, Scott McTominay và Alejandro Garnacho lẽ ra phải tận dụng cơ hội trận này. Vì thế, Ten Hag thừa nhận Manchester United cần tuyển mộ trung phong và đang đẩy nhanh quá trình đàm phán. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng cần chất chiêu và ghi bàn từ những tình huống đó, huấn luyện viên 53 tuổi nói. Chúng tôi có khoảng 3-4 cơ hội ngon ăn, giữ thế trận cho đến những phút cuối để rồi thủng lưới bàn thứ hai. Nó giống như nhìn vào quả cầu pha lê, nhưng chúng tôi đang nỗ lực làm việc để ký hợp đồng với tiền đạo. Chúng tôi sẽ làm tất cả khả năng để hoàn thành việc này. Sau khi tuyển mộ tiền vệ Mason Mount và Onana, Manchester United đang ưu tiên tăng cường tiền đạo, với mục tiêu hàng đầu là Rasmus Højlund của Atalanta. Theo Goal, chủ sân Old Trafford đạt thỏa thuận với tiền đạo Đan Mạch, nhưng cần chốt phí chuyển nhượng với Atalanta, câu lạc bộ đòi 78 triệu đô la Mỹ trả bằng tiền mặt. Khi được hỏi về thông tin này, Ten Hag đáp, chúng tôi không bao giờ nói về những cầu thủ còn hợp đồng với câu lạc bộ khác. Chúng tôi có mục tiêu, đang làm việc bận rộn với cầu thủ phù hợp để ký hợp đồng. Manchester United còn 3 trận giao hữu với Dortmund ngày 30 tháng 7, Len 5 tháng 8 rồi Bilbao 6 tháng 8. Trong đó, gặp Len là trận duy nhất diễn ra trên sân Old Trafford.